Chào mừng các bạn đã đến với kênh iTech GoGo. Đây là kênh chuyên về review sản phẩm và chia sẻ những thủ thuật về điện thoại và máy tính. Thì trên tay mình hiện tại là dòng sản phẩm mới của Oppo, đó là Oppo Reno 4. Và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để lấy phím home ảo trên cái dòng Oppo này các bạn ạ. Thì hiện tại là không có cái phím home ảo ở đây. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn để lấy cái phím home ảo đó ra nha. Các bạn hãy vào cài đặt. Thì đối với cái dòng sản phẩm này thì nó gọi là bóng trợ lý nha các bạn. Đó, còn ví dụ như Samsung hay là iPhone thì nó gọi là phím home ảo ha. Còn ở trong đây nó sẽ ghi là bóng trợ lý. Đó, các bạn nhấp vào cái bóng trợ lý ha. Lại nha các bạn vào cài đặt nè, rồi vào công cụ tiện ích nha. Đó. Rồi vào phần bóng trợ lý. Đó. Rồi ở lúc này nó chưa gạt qua ha, các bạn gạt qua. Và lúc này nó sẽ hiện lên cái bóng trợ lý như thế này. Đó. Thì trong này nó sẽ có hai cách để sử dụng cái bóng trợ lý này. Thứ nhất là thao tác cử chỉ ha. Thì thao tác cử chỉ nó sẽ ghi ở phía dưới này là chạm một lần là để quay lại, chạm hai lần là đa nhiệm, đa nhiệm rồi gọi là tác vụ gần đây ha các bạn ha. Đó. Rồi chạm và giữ là trở về màn hình chính ha. Ở trong này mình có thể là tăng giảm cái độ trong suốt ha. Đó, các bạn có thể giảm xuống để này mờ lên hoặc là tăng lên 100% hiện nay sẽ hiện rõ lên ha, hoặc các bạn có thể để mặc định 60 ha. Đó, bây giờ mình sẽ làm thử cho các bạn xem ha. Bây giờ chạm một cái quay lại nè, quay lại thao tác trước ha, đúng không? Đó, chạm một cái quay lại thao tác trước. Đó, chạm hai cái, chạm hai lần để mở tác vụ gần đây. Đó, đa nhiệm rồi đa nhiệm ha, hay gọi là tác vụ gần đây đó. Chạm và giữ là trở về mình chính ha ha. Các bạn có thể thấy không ạ? À, rất là hay ạ. Chờ đấy. Còn cách thứ hai là chạm vào menu. Thì mình sẽ chọn ở đây. Thì lúc này nó cũng sẽ cho các bạn xem. Bây giờ mình chạm vào đây một cái là nó sẽ hiển thị cái này ra. Đó, ví dụ như biểu tượng này là quay lại nè. Anh chụp màn hình nè. Đa nhiệm hay tác vụ gần đây nè. Khó màn hình này, màn hình chính nè. Đó. Thì nó sẽ ra như thế này để mà các bạn có thể dễ làm hơn. Nếu mà các bạn không quen với cái thao tác cử chỉ kia thì mình sẽ nhấp vào đây để chạm vào menu để nó làm giống như y như là cái đó ha, giống như là cái phím home ảo của cái dòng Samsung hoặc là iPhone đó. Bây giờ các bạn nhấp vào đây và ví dụ như chụp hình ảnh màn hình nè ha, nó quay lại nè, rồi khóa màn hình nè ha, nó rất là tuyệt vời. Đó, cái phím hoạt ảo này cũng giúp cho các bạn tránh chạm vào cái nút nguồn nhiều quá, ví dụ như khó màn hình nè, nó trở về nè, tác vụ nè, khỏi sử dụng những cái này ha. Các bạn có thể ẩn cái này đi luôn để sử dụng cái bóng trợ lý này thôi. Đó, tùy theo cái nhu cầu sử dụng của các bạn ha. Đó, rồi ok, đơn giản vậy thôi. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn xong cách để sử dụng cái phím home ảo hay gọi là bóng trợ lý trên cái điện thoại Oppo này các bạn ha. Nếu các bạn thấy video hữu ích thì các bạn có thể like và chia sẻ video này giúp mình. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video thủ thuật tiếp theo các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.